Chị mẹ, sao con lại chơi banh ở trên cầu này vậy con? Con thấy banh chơi với em thôi mà mẹ. Banh thì con phải chơi đúng nơi, đúng chỗ, sân banh hay gì đó. Con nói nó giống như con quái vật gì đó mà. Mẹ nhìn kỹ đi, cái đuôi nó dài lắm, nó như con khủng long vậy đó. À, mẹ nhìn thấy. Banh thì con phải chơi đúng nơi, đúng chỗ, sân banh hay gì đó. Con không có được chơi tùm lum như vậy. Em đứng bên đó đi, để chị thảy cái banh qua rồi em chụp nha. Ok chị hai. Em coi chị lăn ở trên cầu mà nó không rớt luôn nè. Trời ơi, lụm trời. Ủa chị kêu em chặn lại mà sao em không lụm mà em bỏ luôn vậy? Để em quên đi hai ơi. À? Thôi để chị làm lại. Lần này là nhớ phải chặn lại đó nghe. Chị mẹ, sao con lại chơi banh ở trên cầu này vậy con? Con thấy banh chơi với em thôi mà mẹ. Banh thì con phải chơi đúng nơi, đúng chỗ, sân banh hay gì đó. Con không có được chơi tùm lum như vậy. Lỡ con thấy mà trái banh nó rớt xuống sông như vậy rồi sao? Nguy hiểm lắm biết không? Mời mốt không được chơi banh ở trên cầu như vậy nữa nghe con. Để đi hai vũ con á mẹ ơi. Các bạn ơi, các bạn nhớ đừng có chơi banh lên cầu nữa hai đêm mừng nghe. Các bạn nhớ bấm dài đăng ký để hai đêm mừng nữa nè. Con gì ở trong bụi cây xanh xanh nó đỏ vậy ta? Nhìn nó đáng sợ mà đuôi nó dài như khủng long vậy. Các bạn biết nó là con gì các bạn hãy bình luận ở dưới giùm mình nha. Bây giờ chắc là mình phải đi kêu mẹ thôi. Mẹ ơi, ở đằng cái bụi cây này có cái con gì nó ghê lắm. Mẹ lại coi đi mẹ. À, con gì là con gì con? Đâu dẫn mẹ đi coi coi. Đâu, con gì đâu con? Hồi nãy con nói nó giống như con quái vật gì đó mà. Mẹ nhìn kỹ đi, cái đuôi nó dài lắm, nó như con khủng long vậy đó. À, mẹ nhìn thấy rồi, mém tí nữa là mẹ không nhìn thấy luôn. Nó tiệp với cái màu của hòn đá luôn nghe các bạn. Hình như nó là con tắc kè hay gì á con ơi. Mẹ nghe nói là con tắc kè là nấu ca ghi được đó, mà không biết là con này có nấu được không nữa. Nó chơi gì thôi chứ cái con này mẹ cũng không dám đụng nó làm gì mà nấu ca ghi với nó. Thôi mình đi thôi con ơi, mẹ sợ nó lắm đó. Vậy mà con cứ tưởng là mẹ mạnh mẽ dữ lắm chứ. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.